Lật được rồi, Tú lật được rồi Bùi Hồ ơi. Chị vui quá. Đó là lời nói của người mẹ đã không giấu nổi niềm vui trong cuộc gọi lúc nửa đêm cho Bùi Hồ. Khi lần đầu tiên sau 8 năm, nhìn thấy cô con gái 26 tuổi nằm bất động, chân tay co cứng, có thể tự lật được. Không vui làm sao được á, khi mà 8 năm qua, từ ngày mắc cái căn bệnh lạ nằm liệt giường, thì Tú như một đứa trẻ lên ba. Từ việc vệ sinh cá nhân đến ăn uống, chị Dứa phải tự tay chăm sóc cho con mình. Anh thích chồng của chị Dứa thì hàng đêm cầu mong mẹ Nam Hải có thể nghe được tiếng thành tâm cầu nguyện của mình cho con gái như bao người con gái khác. 8 năm qua, cả gia đình gần như là bế tắc và kiệt quệ, thì chị Dứa vẫn thầm ước một phép màu nào đó cho con gái của mình có thể đi lại được như bao người. Mọi sự cố gắng, chăm sóc và cầu nguyện của anh Thích và chị Dứa tưởng chừng trong vô vọng ngày con mình được phục hồi. Nhưng hôm nay, Tú một mình có thể tự lật được. Phép màu đã đến thật sự chăng? Cho Bùi Hồ trả lời câu nói này nha. Phải, đã có phép màu thật sự. Vì gần 8 năm qua, Tú chẳng hề biết lật dậy dù chỉ một lần. Như vậy là phép màu bí ẩn đã thật sự đến với Tú nói riêng và gia đình của em nói chung, kể từ người thầy bí ẩn xuất hiện. Để hết bệnh á, thì ngoài bàn tay thần kỳ của người thầy bí ẩn kia, thì cần sự cố gắng nỗ lực của Tú là một điều kiện đủ để phép màu có thể chuyển hóa trong cái căn nhà nhỏ bé này. Thời gian phía trước để chữa bệnh cho Tú còn khá là dài, và Bùi Hồ sẽ đồng hành với gia đình của Tú trong suốt thời gian sắp tới để cả nhà có thể hiểu thêm. Còn bây giờ, trước khi xem đoạn clip thì mong cả nhà thầm cầu nguyện cho Tú có thể hết bệnh và trở lại cuộc sống như bao người con gái khác. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn thông báo cho cô bác quý anh chị một tin khá là mừng về hoàn cảnh của Tú, một cô gái mà không may bị một cái căn bệnh lạ. Hôm qua đây thì 10 giờ tối Bùi Hồ có nhận được một tin nhắn từ mẹ của Tú cho rằng Tú hôm nay có thể lật được nhờ một người thầy từ Trà Vinh xa xôi vượt hàng trăm km để về đây bấm huyệt cho Tú ngày hôm qua. Và để hiểu cái kết quả của Tú phát triển như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào đây ha. Ok. Rồi em chào cả nhà mình ha. Chào em. Dạ. Thì thông tin với cô bác quý anh chị là ngày hôm qua đây có một thầy trị bệnh, nhưng mà vì một số cái cá nhân nên không có chia sẻ những cái đoạn clip cho cô bác quý anh chị xem được. Nhưng mà ngày hôm nay thì thăm lại tình hình cô Tú thì quay cho cô bác quý anh chị xem về cái hiện tại và khá là bất ngờ luôn. Em lật cho anh coi đây. Chị đeo mic vô giùm em. Con lật qua một bên đây, con lật qua cho anh coi kìa, nó khóc, ông thầy về nó khóc. Ông thầy về khóc hả? Khóc, nó năn nỉ quá trời, ổng mở lời không được. Con lật ai, con lật cho anh coi, đang anh quay kìa. Con lật ai, con lật sao, con lật ai. Nó khóc, là mằng hôm qua có ngày mà buổi chiều là nó lật được rồi đó. Nó lật, nó đang làm, nó lật cái hết hồn. Mặt trớn dữ. Lật cái, con lật nha, con lật cho anh coi nha. Oh. Thằng đúng là gì, ok đẹp chứ. Chị mừng quá trời mừng luôn. Rồi con lật lại, đúng rồi, con lật ra phía ngoài. Lật phía ngoài này. Lật phía ngoài té sao? Được rồi. Lật lia chia luôn. Vậy hả? Nó mừng lật lia chia luôn. Rồi con lật cái nữa cho anh coi, cái nữa kìa. Lật nữa kìa. Nhưng mà hôm nay là thấy tay chân nó cử động nó đỡ, nhẹ nhàng hơn. Nó không có còn kênh như một bữa nữa. Đúng rồi. Đó con lật cái này mà ngồi được nữa là hay. Thì đó thì nó ngồi, yêu cầu mà nó ngồi được là hay liền. Con lật cái nữa cho anh coi kìa. Nó gắng lật. Lật vô phía trong đi, lật ngoài té, con lật cái trong đi. Chị coi trên đó. Lật cái ngoài phải không? Rồi lật ngoài. Lật ngoài trên coi luôn. Rồi lật cái này mẹ dính này. Lật đi nghe.
lật luôn, lật đại đi mẹ Vịnh, con không có té đâu. lật đại đi, mẹ Vịnh này không có té. Lật đây. Đại đi, không có té đâu. Lật đi. Nhưng mà cái mục đích chính của mình là tú hết bệnh là được rồi. Đúng rồi. Quay không quan trọng, nhưng mà coi cái kết quả phát triển như thế này là quá là tuyệt vời luôn á. Con lật đi, lật cái ngoài cho anh coi. Lật đại đi, không có té đâu, mẹ không có sợ, không có sợ, có mẹ. Đại đi. Mày đẩy con vô trong mấy không? Rồi, con lật cái ngoài đây. Lật cái ngoài. Nó khóc quá vàng luôn, nó không cho ông thầy về. Có lẽ là Tú chắc cảm nhận được rằng là ông thầy có thể giúp mình hết bệnh. Đúng rồi. Thì con lật ở ngoài đây, con lật ra đây ngoài cho anh coi. Lật đi, mày không có té, mày dịnh này. Lật đi, không có té. Không có té. Con lật đây chưa? Lật chứ phía trong hả? Phía ngoài sẽ té. Lật phía trong phải không? Đây. Rồi, lật cái này. Ôi là mày không biết lâu, nhỏ đâu có cử động lật gì được đâu, mừng chết luôn, đang ngồi ăn cơm. Cái trên đây bả lật. Cái nhỏ em á nói mày lật lại rồi tao mới khen mày hay. Cái nó lật cái hịt lại. Từ từ đó. Hồi tối là lật nhiều lắm hả chị? Lật nhiều lắm, lật dữ lắm. Đó. Cái lật lên nó kêu, rồi nó mừng nó lật hoài luôn. Đó, lật gì đó. Cái động nhiều cũng tốt. Trước đây sao chị? Trước đây nó đâu có lật được đâu. Nó nằm ở đây phải không? Là chị mắc miễn kêu con nằm ôm mẹ thì chị phát lận rồi lật nó ra. Rồi mắc cái lấy gối cho nó ôm, nó mới lật được, nó đâu có lật được đâu. Với hôm qua giấc sáng ông lại ông bấm, nó là lần đầu tiên. Ông cho uống thuốc đó, chị nghi là con, ông bắt cái con gì mà chị kiểu phong dịch đó. Là hôm qua chị dắt á, chị đâu dám nói đâu. Rồi cho nó uống gì phải không? Cái ổng bấm lần đầu tiên thấy nó sức mồ hôi. Thấy nó sức mồ hôi. Nó sức mồ hôi quá đi. Cái chị nói không biết trong người nhỏ có sao không, chị sợ. Cái sức mồ hôi quá đi. Cái chiều là lúc đầu nó bấm, nó giật tay đi, nó khóc, nó không cho bấm luôn mà. Nó không cho bấm. Cái buổi chiều là nó cho bấm. Buổi chiều là nó làm em ngu, rồi sáng này em ngu cho bấm luôn. Làm em ngu luôn, giấc sáng là mắc kìm đó. Mắc dịnh nó mới được, nó khóc, nó không chịu. Nó hô đào. Nhưng mà thầy nói là khi nào xuống nữa? Không xuống. Mình tạo điều kiện đi trời. Không có xuống đây. Không có tới đâu. Ở Trà Vinh. Nhưng mà thầy nói là sau này phát triển có thể Phát triển có thể đi được luôn. Có thể đi được. Có thể đi được luôn. Ôi trời. Ông nói mà, ông nói ông chỉ biết bao nhiêu người đó. Tai biến liệt nè, bại não nè. Là ông chị chứ hết biết là bao nhiêu người. Nó nghe là cho tiền về xe không có lấy. Không lấy luôn. Hôm qua thì Bùi Hồ thông tin với cô bác anh chị. Không lấy bạc nào chân á. Như thế này là hôm qua là nói thôi lại. Tại Bùi Hồ nghỉ cũng gần đây thì nói với chị thì lại nhà nghỉ. Bùi Hồ lo cho thầy cũng không chịu luôn. Không chịu luôn, đưa về ngoại ngủ không chịu luôn. Cái tối thì Tú tiểu tiện đi ở đây, ông ngồi ngủ ở đây, chị nói kỳ á. Cái chị kêu vô trong nằm với anh ngủ ngoài này. Ông không chịu luôn, tối ông lôi giọng, ông nói chị văn mùng chùm vô giọng ngủ. Ông không chịu ngủ luôn. Có nói lại Bùi Hồ ở đắng, ông cũng không chịu luôn. Thông tin với cô bác của anh chị là như thế này. Đây là một ông thầy cũng khá là bí ẩn. Khi mà quay lên á thì thầy nói là thôi, để có một cái kết quả phát triển cho Tú á, hãy quay lên. Còn bây giờ thì không biết là việc điều trị đó như thế nào. Nhưng thầy đó khẳng định với chị dưới rằng á là có thể trị cho Tú đi được đó. Ông kêu thông tin thầy á thì sau này nếu như mà Tú phát triển đi được thì chắc có lẽ là xin thầy cái số điện thoại để chia sẻ lên màn hình cho cô bác quý anh chị có thể biết được luôn. Còn thời điểm hiện tại thì cũng chưa có kết quả nhiều mới có một bữa nên là cũng chưa có thể chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Mới có một bữa mà lật được rồi. Nhưng mà thầy nghe chị dưới nói là bao lâu rồi là Tú biết bao lâu luôn rồi, lâu rồi dữ rồi, nó không có lật được, nó không có nằm nghiêng được luôn. Mắt đỡ không mà đỡ nó nghiêng mà ban ngày nó nằm vậy không có đâu có nghiêng được đâu. Cho nên nó là hôm qua thầy bấm có một buổi 4 bữa một à. Thầy nói là bấm bao nhiêu bữa nó mới hết. Thầy kêu đi chảnh bấm đi rồi ổng bấm cái miệu nguyệt mà nhỏ nhỏ đó xong hết trơn phải không? Bắt đầu ổng tới kéo cái cơ bự nó, cơ bắp bự nó ra, cơ mấy cái cơ bự ra là Tú chuyển mau lắm, phát triển mau. Thầy nói là khi nào đi? Chị chưa có hứa.
Nhưng mà nếu như mà thầy đi là em chở cho chị với thầy với lại anh chị với lại Tú lên trên ở trên đó. Thì đó em tính sẽ chở bằng xe em đi. À, chị tính đi chảnh là mướn nhà trọ ở chảnh á. À, rồi em sẽ có nghĩa là mướn nhà trọ thì kiếm chỗ nào ở gần chỗ thầy. Thì đó ở gần. Rồi em sẽ chở cho chị với Tú đi luôn. Đúng rồi, ở gần. Thì có nói ở đây sắp xếp gia đình là đi chứ không khóc. Ông thầy sáng từ giã về khóc quá trời khóc luôn, không có cho về. Chị cứ nói với thầy đi, nếu như mà ngày nào đi đó cho em hay em sẽ tự chạy xuống. À, chị mới nói là ở đây chị liên gán giữ điện thoại liên lạc nha. Đặng chị điện liên lạc coi ngày nào chị sắp xếp chị đi ăn chảnh. Rồi mượn ở chảnh người ta ấy nhà sẵn á, mình lên chảnh có nhà liền. Đặng em sắp xếp thì em đi mướn luôn cho em. Ờ, tại vì rồi cho em nó nghỉ đó, tại vì nó nằm không vậy đó. Nói là nhỏ này phải ông ở lại năn nỉ, ở lại 3 ngày mà không chịu đó. Bây giờ ông đang đắp thuốc cho người ta chảnh, đi về gỡ thuốc. Thầy tính xuống đây ở mấy ngày mà? 3 ngày. Nhưng mà thầy nói là sau này là bấm thời gian bao lâu? Bao lâu, ông chưa biết bao lâu chứ, ông thấy Tú kiếm chuyện, ông bảo đảm nó đi được. Thời gian chỉ phải dài. Bây giờ cái cơ nó cứng nè, cơ đùi nó cứng. Ông nói là trị đi được luôn. Đi hả? Được luôn đó. Sáng khẳng định vậy luôn. Chỉ nội nhà, người nhà mình thấy là biết rồi, mới ngó ngày mà lặt đi chia hết trơn rồi. Nó lặt rồi nó úp luôn rồi nó làm đi trước chia. Đây là cái ngồi khó khăn lắm đúng không? Đúng rồi, nó lặt đâu được. Nó lặt không được luôn. Thấy vậy hồi tối mừng dữ không? Mừng. Tối 10 giờ nhắn tin cho em. Đâu ngủ đâu. Rồi nó cũng không ngủ luôn, sáng 5 giờ thức rồi. Nó thức hồi 5 giờ tới giờ đó, cái nó kêu là chú bấm cho con. Nó ngoắc rồi nè, nó ngoắc. À. Rồi hỏi con khỏe không? Nó nói khỏe. À. Con khỏe không? Nói cho anh nghe. Đây nè, con quay luôn đây nè. Con khỏe không? Khỏe. Con khỏe không? Khỏe. Khỏe. Chỉ mong sao rằng đủ duyên lành thì thầy có thể trị cho Tú hết bệnh. Và đặc biệt là có thể đi đứng được như mọi người là cái đó một điều tuyệt vời nhất. Đó là hơn độc lạ nữa thiệt. Con Tú mà đi là hơn độc lạ Bình Dương nữa nè. Nhưng mà mong sao quá. Chưa được vậy nữa. Ngoài cái việc mà ngoài cái đó mà mình phải có một thời gian lên. Thì ông nói có thời gian đó. Ngoài cái việc mà thầy bấm huyệt á thì cái việc là Tú vận động cũng ý chí của Tú là một chuyện nữa. Tú mà không cố gắng như thế này thì không thể nào. Nó cố gắng vô lắm, nó mừng. Thêm nó mừng nữa. Nó nữ là nãy giờ cứ lặt suốt kìa. Nó lặt suốt luôn, nó lặt miết luôn. Đó đó. Đó. Nằm sắp xuống luôn rồi. Ồ đúng là hàm kỳ mọi người. Rồi con nằm sắp xuống rồi. Ờ. Rồi nằm vậy đó phải không? Đó, nó mừng. Nó mừng nó làm dữ lắm. Nhưng mà em thích cái cách trị bệnh của thầy là như thế này, thầy bấm cho kinh mạch đồ đó. Rồi những cái máu ở trong cơ thể người á, nó có bệnh đó, nó có thể nó lưu thông. Lưu thông. Ông bấm theo nguyệt á cho lưu thông. Cái ông lấy cái máy sấy tóc của mình á, ông hơ theo mạch á, theo đây nè, theo đây là theo cái cứng cái hàm em nói chuyện không được á. Cho nó giãn ra. Cho giãn ra. Ông bấm theo nguyệt vòng vòng đây nè ha. Với ông bấm ở ngoài sau lưng, với ông bấm ở đây, với ông bấm theo môi Tú. Với kẹt lỗ tai với ngoài này. Đây cũng để chứ chị để dữ lắm. Rồi cái giò á thì cái ngồi ngón cái nè. Ông bấm nhiều. Cho nó cái lưỡi nó mềm. Cái lưỡi nó cứng không cho đầu ngón cái nè. Ông làm sao mà mình để ý gì đó mà đang ngồi ăn cơm mà cái tự nhiên bà đó bà lặt lia chía vậy. Mừng rồi, mừng quá trời mừng luôn vậy. Rồi hôm đó gần 9 giờ chở lên ngoại mà ổng không chịu ở chảnh. Ổng bấm xong cái gì kia rồi ổng đi về với này chạy điện chị lên chảnh chở về với này ngủ, mà kêu vô nhà ngủ không chịu, ngủ ngoài giỏng ở đó đó. Thấy vậy rồi lấy cái mùng văn chùm lên giỏng. Bình dân lắm, bình dân móng tay á đóng phèn hết trơn vậy, là làm vuông, mà kiểu làm vuông ruộng đó, là đóng phèn móng giò hết trơn vậy đó. Thấy tội nghiệp hết sức vậy. Cái bà mẹ không lấy tiền, cái mẹ kêu mua cái gì cho ông thầy về chảnh. Ổng nói đừng có mua nghe, mua ổng nhận là ổng không làm đó nghe, ổng không có nhận. Thầy mà làm thầy bà mà bóng huyệt như thế này ha, mà ít khi nào nhận tiền lắm. Mình đã nhận tiền thì nó lại không hay. Đúng rồi, ông không có nhận tiền. Cho tiền về xe, con kêu lấy tiền về xe cũng không lấy nữa. Tội nghiệp lắm. Đi xe hết nhiêu? Ổng lấy 200 mấy, ổng lấy 200 mấy mà đi không nè, 500 hết rồi. Mà làm vuông nữa, có hết tiền, đâu có tiền đâu. Bởi vì mà đưa không chịu, đưa không chịu lấy. Tội nghiệp thương thầy ha. Rồi về bà Tú khóc quá chàng luôn, nó không chịu cho về. Tại Tú gặp nhầm khi gặp quý nhân rồi. Đáng không cho về. Cái gì vậy ạ? Khóc. Hồi nãy giờ khóc mắt con đỏ chạch đó. Khóc mắt con đỏ chạch đó, nó không cho về. Cái chị mới nói con nín đi, để mẹ sắp xếp mẹ chở con đi chị. Cái mẹ đâu có bỏ đâu mà con sợ. Cái mới nín đó.
sợ là thầy không trị đúng không? Đúng rồi, sao chạy không trị. Khóc, khóc gì lắm, nãy giờ khóc. Khóc rõ mắt anh em. Tú ơi, mai mốt anh chở em với lại mẹ đi lên trên thầy nha. Dạ. Chịu không? Chịu dạ. Ha? Chịu, cái lưỡi nó cũng làm như nó bớt cứng. À, bớt cứng. Nói đỡ hơn rồi đó. Bớt cứng hơn. Ông làm có một bữa con nhận ông này ông làm ai được chứ. Ồ, tập cơ chân luôn kìa, hai chân dở lên ngay xuống luôn kìa. Ừ, nó hoạt động mạnh hơn một bữa nhiều lắm. Ồ, thấy không? Hôm trước là chỉ nằm im một chỗ thôi, chứ không có vận động như thế này. Đúng rồi, không có vận động đâu. Ừ, đưa chân lên, đưa chân xuống thôi. Đưa chân lên, đưa hai cái chân dở lên cho anh coi. Hai cái giò á. Hai giò dở lên. Ồ, hay ha. Dở lên đó. Lần trước thì không có được vậy đâu. Không. Ừ. Với hồi sáng ông bóp ông nó cơ tay chân nó cũng đỡ, dẻo dẻo là đỡ, chứ không có cứng như hôm qua mới bóp vô là bóp không được mà. Nó cứ giật lại không mà, nó cứ cơn lại không mà. Sáng bóp nằm im gu vậy. Chị tính quay lén cho em coi mà thấy kỳ, ông không cho quay rồi, đâu lén kỳ. Mình phải tôn trọng thầy. Ừ, là kỳ, chị không quay. Ừ, không cho quay. Ừ. Tụi nghiệp với bên ngoài. Nhưng mà Tú có vẻ như là hôm nay thì lại lạc quan hơn. Lạc quan. Về cái ngủ được luôn nha, họ hôm không quậy luôn nha. Ngủ được luôn, ngủ ngon lắm. Vậy mới 5 giờ thức rồi. Ừ. Kiểu nó ban đêm mà bình thường thì 5 giờ là giác nó mới có ngủ lại đó, giác sáng lên luôn tới 12 giờ nè. Còn hôm là ngủ suốt luôn. Chỉ thức dị tiểu một lần thôi là ngủ luôn. Ngủ luôn cái tới 5 giờ là thức rồi. 5 giờ thức cái hỏi sao con ngủ không được cái cười. Nó mừng á. Với bữa trước á, nghe thầy xuống á, mới 7 giờ nó thức rồi. Nó mừng. Nhưng mà những ngày trước á, thì quậy đúng không? Quậy lắm. Quậy đêm ngủ không được. Ngủ không được. Trăn trở đó. Trần nó nhức, nó mỏi. Ừ. Chắc có lẽ là hồi tối này thì cái cơ thể nó đỡ. Hỏi con khỏe không? Nó khỏe. Khỏe hả? Khỏe. Hỏi con khỏe không? Nó khỏe. Trời ơi, mừng quá trời mừng luôn. Chị mừng dữ lắm. Nó làm dữ lắm. Nó mừng rồi lặt lia chia á nghe. Hồi nãy á. Hồi nãy bạn vừa qua nó cũng lặt cho gì cái coi đó, con lặt cho gì cái coi, nó lặt lia chia luôn. Nó cố gắng dữ lắm, nó cố gắng. Chị thấy có hồn rồi, thấy chưa? Nó nằm sấp được luôn, còn. Dạ, yeah. Nằm sắp lên, nó lặt hợp đại kẹt có hồn, nó nằm sắp luôn. Nó nằm sắp biết bao lâu luôn rồi, nó mới lặt ngược lên, nó làm ên đó. Cười. Con mừng không? Con mừng không? Con mừng không? Con mừng không? Mừng à? Ừ. Sao mà em có cảm nhận gì nè, em rất hạnh phúc khi mà được quay những cái thước phim như thế này. À. Và đặc biệt là hạnh phúc khi gặp chị thấy Tú. Nó mừng lần lắm. Đầu biết lật. Biết lật không phải ở cái tuổi lên 3 mà biết lật ở cái tuổi 26 tuổi. Ờ, mà thấy gương mặt của chị dứa rạng rỡ ghê á. Ờ, mừng dữ lắm. Nó để sắp xếp rồi đi chảnh. Ờ, nay hồng hào lại rồi. Mừng quá trời mừng, có ngủ nghe được không, ngủ nghe được đâu. Cha nó cũng vậy luôn, mừng. Ai cũng mừng hết trơn á. Cha, à. Cha. À. Anh lên đây nè, anh thích. Rồi hôm qua có kêu thầy bấm cho anh luôn không? Có. Có luôn hả? Có. Ủa nay anh thích cũng ít giật lại hay sao á? Hay là vui quá? Cũng vui, ông mừng dữ lắm. Ông kêu em mai sắp xếp mời đi, nó mời đi được thì mời đi. Từ từ. Kêu mời đi luôn hả? Ờ, ông này nó kêu mời đi nè. Thấy mẹ Quan Âm phù hộ chưa? Về vật nè, mẹ nó mãi, nó mãi bên trong. Đang đúng mấy cái giày em chứ. Đang giấy. Xin về vật mà, mẹ nó mãi. Nó mãi bên cha mẹ phù hộ cho con, hai cha con. Hai cha con. Hồi tối là có ngủ được không? Không, mừng. Hả? Mừng luôn. Ơi, cha dòm con lật đi. Không có tập thể dục luôn mừng. Mừng. Sáng là chưa chân thức rồi. Thấy hai cha con bữa nào mà thấy người ta xuống chị hai cha con mình chưa cái gì, chưa được một ngày nữa mà thấy con mình chị. Con mà lật được rồi mừng chết luôn. Sao? Như cha mẹ mình đẻ mình một lần. Con mình mà sống mình lớn. Bình luận mà rồi làm sắp luôn rồi, rồi làm sắp luôn rồi. Ông thầy ông thầy mới làm sắp luôn rồi. Cha nó kêu cha nhìn kìa, nó rồi cha nhìn con rồi đó. Cha nhìn, kêu cha nó nhìn. Rồi nằm con nằm ngửa lại,
Đó. Hỏi ai cũng mừng rồi. Hôm nay coi nhà nhỏ mình lại thầy tiếng cười rồi. Ông thầy ông quý quyết rồi. Ông không chú quay. Chị tính quay lén. Buồn đúng không? Chị tính quay lén rồi mà thấy cười. Thì ông tôn trọng thầy chị, mình không có được em chỉ mong mà thấy ông này đó ông thật thà đó. Đúng rồi, em chỉ mong sao là Tú hết bệnh thôi. Còn cái việc mà chia sẻ thức phim thì có một cái kết quả nào đó thì mình chia sẻ cũng không sao. Tại vì thầy cũng cẩn trọng cái việc mà trị bệnh ông hết thì làm cho mọi người lại thất vọng nữa. Hôm nay ông đi làm mà như kiểu ở chợ rồi nhà ông cũng có chỗ ở mà tại vì sợ mình ở không thoải mái á, mình ra trong gia đình ta ở mình ở sao được. Rồi ông nói hỏi chị có nhà trọ gần gần đó không, mà ông nói có. Rồi ông nói có đằng đây ra lộ, nhà trọ đằng đây lộ à. Cái chị mới nói vậy là chị mất đem xe lăn lên ở nhà trọ mình đi xe lăn lại cho Tú đi lại. Xe lăn mình cóp lại được không? Có được, xe lăn xếp lại được. Vậy thì nếu như mà chị sắp xếp ngày đi em sẽ chở cho chị với Tú anh dưới rồi lên trên đó. Rồi chị sắp xếp, ở đây chị đang sắp xếp. Xe lăn nó đi xe taxi bỏ cốp sao được đó. Để em sẽ chở cho chị lên. Là chị ăn. Cái nói là sáng nghe nói mà cười ông bấm mà chị nói chị cười chị nói hay sao không? Kiểu này chắc Tú mà bấm mà anh nói Tú biết đi là nó độc lạ Bình Dương đó nghe. Nó là độc lạ Bình Dương chứ không phải chuyện giỡn đâu. Trời. Là độc lạ Cà Mau chứ. Ừ. Hả? Là độc lạ Cà Mau. À, Cà Mau mình nói Cà Mau mà. Tú là mình biết bao nhiêu năm rồi đó, thầy là mà bớt năm rồi. Ừ. Cũng ngàn thêm không có bớt đâu. Ông thầy kia ông vẽ cũng heo rồi đó coi. Không có bớt gì hết trơn á. Nhưng mà kiểu là ý em nói là tâm linh thì vẫn tin nhưng mà mình đừng có để cái lòng tin của mình bị người khác lợi dụng trở thành đúng là mê tín gì đoan. Đúng rồi. Nên thành nữ cái chuyện gì thì nó cũng phải có khoa học đàng hoàng. Cái cách của thầy bấm bệnh đó thì nó nhằm mục đích là làm cho máu huyết trong cơ thể Tú có thể dễ dàng lưu thông. Từ đó những cái cơ, cái khớp mà thầy bấm đó thì nó sẽ được dễ dàng vận động hơn. Thì cái việc mà lật thì nếu như mà sự kiên trì cố gắng của Tú cộng thêm một cái chút gì đó gọi là ơn trên phù hộ như là mẹ Nam Hải như anh Dứa nói thì Tú có thể những yếu tố đó nó hợp lại thì có thể là Tú sẽ mau hết bình và em mong là như vậy cho Tú có thể bình phục. Ông nói thế, ông chắc bảo đảm luôn mà, bảo đảm bình phục luôn mà 100% luôn hả? Ông bảo đảm mà, ông bảo đảm như vậy thì có gì mừng hơn đúng không? Mừng lắm. Hôm nay là mừng còn hơn là được mà khi mà mình khó khăn á được mọi người cô chú giúp đỡ với nhau á thì mình mừng là một chuyện rồi. Đỡ khó khăn là một chuyện mà khi mà được con mình nó khỏe lại là phải nói là hơn người ta cho một thúng vàng hả chị ha? Đúng không? Chị gái này còn ngồi được ông ấy phải mà ông không mắc công chuyện gì ông mà ông mắm cho Tú rồi tại vì đang trị cho con bé kia chảnh bị bại liệt á mà nó nặng hơn Tú mới bị đắp thuốc mới nó tê á. Thầy đang đắp thuốc. Mừng nó lạc hoài luôn. Mừng là lạc hoài luôn, nó mừng hơn mình nữa. Mừng lắm. Mừng dữ lắm. Mẹ nào cũng dễ chơi vậy. Mẹ nó mày. Nó ngày nó nằm á nó muốn nghiêng là nghiêng đâu được đâu. Cho nên nó là bây giờ nó lạc được nó mừng dữ trời lắm. Nó cũng vậy con ơi. Hay cho con mới. Bữa nào anh cũng chơi vậy nhưng mà cha. Nó mày đâu bên. Cha giờ. Cha giờ. Dạ bi. Rồi cha thấy rồi, cha thấy rồi. Kêu cha dòm cái kết quả của mình lập á. Cha ơi con đã làm được rồi. Cha đó. Ê mọi người đúng rồi. Anh Dứa lại là một cái niềm. Ủa anh thích lại là cái niềm động lực cho Tú có thể lật á. Tại vì mỗi lần lật xong là cha ơi. Cha ơi kêu cha nhìn. Kéo mụn lên không? Kéo mụn lên cho nó. Lấy mụn sát gấp cho nhỏ. Giáo viên ơi. Có điện đạp nhỏ nghe chàng. Cái hồn sát gốc, thồn vô sát gốc đi. Cha nóng bấm cho em, cho anh hồn. Để sát vô không? Ủa sao biết tên em luôn? Ôi trời cắm đầu vô mình nhỏ vậy nè. Ông bấm hai cho con à. Mà sao anh biết tên em? Anh nghe em giúp đỡ mà. Biết em coi ở đâu không? Hả? Biết hàng ngày giúp đỡ. Biết hàng ngày giúp đỡ. Rồi đi chị vớt, rồi Ninh hết. Là chị em cũng đừng lặng nữa, cũng đừng lặng nữa. Gia đình của mình ba thành viên nhưng mà bây giờ đã có tiếng cười rồi, cũng đã vui hẳn lên. Không phải như những lần trước mà có những cái lần gặp mà có những cái giọt nước mắt u sầu. Hôm nay thì không có cái nào nó quý hơn bằng chị thấy con gái của mình 26 tuổi mà nó lật được như thế này. Cũng may cơ duyên đầy đủ thì được gặp thầy,
gặp đúng thầy để mà trị bệnh cho Tú hết à, hỏi mà không hỏi xuống mà mẹ chị mất làm bệnh viện đâu chỗ ở, mình nghĩ là mình có chỗ ở cho thầy thôi, mà họ hôm trở đi chảnh không chịu ở chảnh, cái nói ngủ đó em ở ngoài giữ vuông em ngủ ngoài trời được không, mà chị yên tâm đi đừng có đừng ngại gì á, cái thấy gì thôi chị đem mùng cái đó chùm vô giỏng luôn. Là chị tội nghiệp hết sức nha, thương nha. Ừ, thấy ổng thật thà hết sức nha. Thôi chị cố gắng sắp xếp hỏi thầy khi nào đi được thì chị có cho em hay nha. À, em sẽ chở cho chị với Tú đồ đi. Dạ, dạ. Còn bây giờ thì chắc em sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân là một bạn giấu tên ở Đài Loan gửi cho gia đình mình 2 triệu để hỗ trợ phần quà cho Tú ha. Rồi, chị cảm ơn chị bạn Đài Loan, chị cảm ơn nhiều. Bạn một bạn ở Đài một Loan. Bạn Đài Loan giấu tên vậy đó, chị cũng gửi cảm ơn nhiều cho bé Tú. Chị đi ra lì chị cho bé Tú thời gian cũng dài, khá dài đó, mà nó thấy nó biến chuyển mới có một bữa một mà biết lặt rồi. Và chắc ngày hôm nay á thì Bùi Hồ xin để lại cái số điện thoại của chị Dứa ở trên màn hình, cũng như là để cái phần số tài khoản của chị ở phần bình luận, và cũng như là thông tin về chị để cho cô bác quý anh chị những người mà muốn giúp đỡ hỗ trợ cho chị cũng như là anh Dứa cũng như là bé Tú có thời gian trị bệnh ngay tại Trà Vinh á, thì sẽ có thể chuyển thẳng trực tiếp vô tài khoản của chị hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chị. Và bây giờ thì chắc có lẽ thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn, hôm nay thì chân thành cảm ơn một bạn giấu tên ở Đài Loan, chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của Tú nói riêng, cũng như là cùng chung tay giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung. Và xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lớp sau. Bye bye chị, chúc gặp may mắn. Một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp ở Trà Vinh, ở Duyên Hải Trà Vinh. Hôm qua không có cho địa chỉ phải không?